sớm mà ra đây ngồi thừ ra vậy làm vợ hết hồn luôn á. Ôi, bất động ở đây làm vợ hết hồn luôn á. Vợ anh lại ngồi đây. Chồng có bị mộng du không vậy? Anh ngủ không được, làm gì mà mộng du. Anh ngủ không được, ra ngoài mua cà phê uống cho nó dễ ngủ. Cái logic gì vậy? Ngủ không được uống cà phê là sao? Cho nó thức luôn đi. Không được đâu. Chồng ơi, hôm nay chồng muốn ăn gì lát nữa, vợ đi chợ và mua cho chồng ăn nha. Em suy nghĩ lại từ trước tới giờ anh thích ăn cái gì, mua cho anh ăn đi còn kịp. Nói gì vậy? Nói gì thấy ghê vậy? Nói chuyện ghê quá vậy. Chứ mốt không còn cơ hội đâu. Nói gì vậy? Nè, có khi nào chồng làm việc nhiều quá, chồng bị căng thẳng, bị stress không? Vợ nó nói là chồng làm việc làm ít 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 hơn, để thời gian nghỉ ngơi thư giãn đó mà. Còn thời gian nữa đâu mà thư giãn. Dạ, nói gì vậy? Chỉ còn có một chút thời gian trong cái cõi đời này thôi. Là sao? Tôi ngủ, tôi có một cái giấc ngủ ngàn thu mà có bao giờ được đâu. Chồng. Đời là vô thường. Vô thường. Là sao chồng? Là bất định. Cái gì vậy? Bất làm vợ sợ quá à. Là luôn thay đổi. Hết rồi. Nói gì vậy? Phải vĩnh biệt thôi. Vĩnh biệt ai? Chồng ơi, sống cho cùng thì cũng trở về bốn bức tường bằng gỗ. Ấm cúng lắm, ấm cúng lắm. Chồng ơi, chồng đi đâu vậy? Đi tập thể dục. Nãy nhảy gì như là bị khùng vậy. Đời là vô thường. Vô thường là đời. 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 Là triệu chứng của chồng chị vậy hả? Rốt cuộc là sao? Tôi thấy á, ổng á bây giờ là nhiều triệu chứng khác lạ lắm. Người ta đồn thổi về chồng chị rất là nhiều, rất là nhiều. Cái gì? Nhưng mà trước khi đi vào vấn đề chính, tôi hỏi chị một câu này. Có phải là chồng chị đang bị thất nghiệp không? Không có. Bậy bạ. Ta đồn. Không những là không thất nghiệp mà ảnh đang có một cái dự án hợp tác sản xuất với một cái công ty truyền thông nước ngoài. Chuẩn bị hả là cho ra một xuất phẩm điện ảnh xuất sắc luôn đó. Chị cứ đi ra ngoài chợ chị nghe, người ta đồn chồng chị bây giờ là thất nghiệp. Rồi xong người ta đồn chồng chị là chán nản. Mà hả, không phải là người ta đồn đâu. Sáng nay chính tôi cũng chứng kiến. Tôi thấy ổng đi lận thận mà mệt mỏi lắm. Thế tôi mới hỏi, ủa anh sao vậy? Xong ổng ngồi ổng kể, ổng nói tôi dạo này là tôi mệt mỏi lắm, tôi buồn ngủ lắm, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài mà không có ai làm phiền hết á. Ổng nói vậy xong ổng đi. Hèn chi sao? Thì chứ thời gian gần đây là đã thấy ảnh kỳ rồi. Tôi có nghe ảnh nói chuyện điện thoại với ai tôi không biết nữa. Mà ảnh nói cái gì là trời ơi đừng có ép ảnh nữa. Trời ơi, được xong chị có hỏi không? Ảnh đang rất là căng thẳng, tôi không dám hỏi. Anh nói là ảnh chịu đựng hết nổi rồi, đừng có ép ảnh và đừng ép gì hết, để cho ảnh thông thả, ảnh có thời gian đi rồi anh sẽ giải quyết hết tất cả mọi thứ. Xí. Rồi bên kia là giống như làm dữ lắm vậy đó. Cái ảnh mới nói là hả bây giờ mà ép ảnh như vậy á, ảnh buông bỏ hết luôn. Vậy luôn? Ảnh sẽ buông bỏ hết luôn. Rồi cái chị im lặng luôn, chị không hỏi gì hết. Tôi bởi làm vợ mà không cái này là không có quan tâm gì tới chồng hết. Không xong rồi, không xong rồi chị ơi. Tôi đâu có ngờ mà đến cái mức như vậy đâu. Trời ơi, anh đang đi ra ngoài đường một mình. Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao muốn hết vậy? Trời cái gì vậy? Thuốc trị táo bón cho anh. Trị táo bón á? Ừ. Chồng bị táo bón à? Thì đúng rồi, trời, cái bụng của anh nó cứ cứng mà đi không có được. Cho nên anh phải ra nhà thuốc anh mua này, anh uống nè anh. Chứ sao kêu đời là vô thường, rồi muốn đi gặp mọi người lần cuối cùng.
Trời đất ơi, là anh bí ý tưởng, bí kịch bản quá. Bởi công ty của anh đó kêu anh phải hối hút anh đó, là phải đưa cho một cái đề cương là 100 tập. Bộ phim nó mang tên là Đời Là Vô Thường. Anh biết kịch bản quá cho nên anh đi tìm về cái chốn cũ, người xưa, để anh tìm ra những sáng tạo của anh, hiểu không? Để anh làm được kịch bản mà. Chứ tự nhiên muốn thuốc gì? Thiệt anh luôn. Không có chết. Ủa vậy là, vậy là bữa giờ là do anh nhập tâm á hả? Nhập tâm cho nên anh mới có những cái thần thái lạ như vậy đó hả? Ờ, viết ra kịch bản chứ. Kịch bản Đời Là Vô Thường. Ờ. Không còn bị táo bón nữa. Tại vì á, cái hôm mà là ngồi quá suy nghĩ rồi nọ. Đâu, anh muốn đi tới đi luôn cho đỡ táo bón. À. Thương chồng quá đi. Không có chết đâu nè. Ây, 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 cái gì vậy? Cái gì vậy? Quên nữa, thuốc trị táo bón đúng không? Ừ. Anh uống bao lâu rồi? Anh bị táo bón nhưng mà anh uống có 1 viên anh thấy nó đỡ đỡ, nó giãn giãn ra rồi. Uống 1 viên là nó đã giãn ra rồi hả? Ừ. Em quất tới 8 viên. Ê. Dạ. Trời ơi. Trời. Kỳ quá anh ơi. Trời ơi. Không được rồi. Trời đất ơi. Trời ơi. Đúng, đời là vô thường, cưới phải một người vợ bất thường. À, đã có ý tưởng. Vợ ơi, cho vô với. Vợ, vợ. Vợ ơi, cho vô với. À.